các bạn trở lại với nhóm review. Ở video trước thì nhóm review đã giới thiệu với các bạn là module EP826601. Ở video này thì nhóm review đã giới thiệu với các bạn là hai module wifi cũng khá là thông dụng, đấy là chúng ta có EP826607 và EP826612. Thì về cái chức năng thì hai module này nó tương tự nhau, chỉ khác là con 07 ở đây thì các bạn thấy là nó có anten, và ở đây chúng ta có một khe để cắm anten kéo rời ra ngoài. Còn con 12 thì chúng ta sẽ chỉ có anten tích hợp trên PCB như thế này. Một điểm khác biệt nữa đấy là con 07 này của chúng ta thì sẽ có một led báo nguồn. Và đây là một led TXD đúng không ạ? Còn trên con SP826612 thì chúng ta sẽ chỉ có một led TXD thôi. Về chân của con SP826607 và 12 này thì nó tương đương nhau, chúng ta sẽ có thể có 10 chân GPIO. Đấy, có hỗ trợ chuẩn giao tiếp I2C. Đấy, chuẩn giao tiếp I2C này thì các bạn có thể tùy cấu hình ở bên các chân GPIO của SP này. Tốc độ làm việc của MCU của chip này thì là 80 đến 160 MHz. Đây là loại chip SoC 32 bit. SRAM của nó thì là 36K. Còn ROM thì là 4MB. Trên module này thì hỗ trợ một chân ADC. Ở đây các bạn thấy chúng ta có một chân ADC ở đây. Thì độ phân giải ADC là 10 bit. Hỗ trợ Wi-Fi 2.4G. Và hỗ trợ tất cả các chuẩn bảo mật đang có hiện nay. Cũng như SP826601 thì SP826607 và SP826612 chúng ta cũng sẽ sử dụng chuẩn giao tiếp UART. Các bạn sẽ nạp code, nạp firm hoặc cái thứ bằng chuẩn giao tiếp UART này. Nó cũng có thể hoạt động như một máy chủ và kết nối đến với tối đa là 5 máy con. Kích thước của module này thì là 24 x 16 x 3 mm. Để sử dụng module này chúng ta cũng sẽ dùng USB to COM FT232, là các bạn có thể dùng CP2102 hoặc là PL2303 đều được cả. Đây thì để sử dụng nó thì chúng các bạn xem qua cái sơ đồ kết nối trên màn hình thì các bạn thấy thì ở đây chúng ta sẽ có chân RX của SP826607. Đây các bạn thấy đây, chân RX đây, chúng ta sẽ nối với chân TX của USB to COM. Chân TX chúng ta nối với chân RX. Hai dây này chúng ta sẽ nối chéo. Chân GPIO 0 chúng ta sẽ kéo xuống đất. Thì cái này là giống nhau ở trên cả con 01 và cái 07 và 12. Đấy, một điểm khác biệt ở loại 07 và 12 này đấy là chân chúng ta sẽ phải kéo thêm cả chân GPIO 15 xuống đất. Đây các bạn thấy chúng ta có chân GPIO 15 ở đây, các bạn sẽ phải kéo chân này xuống đất nữa. Đấy, chúng ta sẽ cấp nguồn 3.3V vào GND và VCC ở đây. Đấy, còn chân N đây, chân N đây tức là chân CSPD, đây, tương đương với chân CSPD ở trên con 01 đấy. Thì các bạn sẽ phải kéo chân này lên mức 3.3V để kích hoạt chip chúng ta hoạt động. Còn để cài đặt cho cái up firm và nạp code cho con SP826607 12 này thì các bạn cũng sẽ sử dụng các cái phần mềm như ở video trước mình đã giới thiệu, đây là chúng ta sẽ dùng SP826 Flash hoặc là SP826 Download Tool. Ở đây có một điểm mà mình lưu ý với các bạn, đấy là đây các bạn có thể thấy là chúng ta có một chân ADC ở đây đúng không ạ? Ở trên một số cái kit mà người ta đã làm để hàn trực tiếp con này lên hoặc là ra chân sẵn, ví dụ như là kit Wiimote D1 mà có hình dáng tương tự như Boa Arduino đấy, thì họ sẽ để chân ADC này của các bạn là chân A0. Nhưng khi lập trình thì các bạn chú ý cho mình sẽ là chân ADC này sẽ là chân GPIO 17. Sau đó các bạn sẽ phải đọc ADC từ trên chân 17 về. Và các bạn lưu ý cho mình tất cả các chân ra ở đây, đây là GPIO 5 này, 4 này, 0, 2, 15 đấy,
13, 12, 14, 16, ở đây là 17. Thì các bạn sẽ muốn đọc về từ chân nào thì các bạn chú ý là chúng ta sẽ phải sử dụng đúng cái số thứ tự ở đây. Các bạn nên kiểm tra những cái kit của mình để tránh việc là họ ký hiệu không đúng với cái số tự chân ở đây, thì các bạn sẽ lập trình nhưng mà kit chúng ta sẽ không chạy. Đây thì mình đã có làm một cái kit để dùng để test thử hoặc là chạy demo của con NB826-12. Đây, cụ thể con này của mình sẽ là 12E. Thì con 12 và con 12E thì con 12 thì sẽ chỉ có hai hàng chân hai bên này thôi, còn con 12E thì sẽ có thêm chuẩn giao tiếp SPI, đấy, tức là chúng ta sẽ có thêm 6 chân ở đây nữa của chuẩn giao tiếp SPI. Video giới thiệu về NB826-12 và NB826-07 của nhóm review hôm nay là hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.